Ồ, bà này ghê luôn á. Trời mưa đi đâu không biết đi bà chị ơi. Bà gì mà bà chưa quay được clip của bà gì? Trời ơi thì không khác. Trời, mưa to người ta lo đi núp chứ chụp tay quay cái gì? Tao cầm dù rồi. Chị cầm dù, cầm chứ, mà chị muốn quay cái gì? Tao muốn quay kiểu clip lâu mà kiểu như là mưa thì to á, xong rồi nó nhỏ hạt, nó xoay 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 vậy nè. À, nó ạt ạt một xíu. Có nghe cái kiểu mà, cái clip mà kiểu mà quay không bắt đầu quay slow motion xong rồi hạt mưa nó chậm đi chậm lại đúng không? Rồi ok, rồi em hiểu chưa? Đi, vô đây. Đi đâu? Đi ra tìm mưa. Ra tìm mưa cái gì? Vô đây, không sao. Vô gì? Vô đây. Vô đây, chị có yên. Nữa à. Mệt bà này ghê, cái vô đây. Đó, vô rồi đó, sao? Từ từ, trước đầu tiên á, chị bè lại cái dù đi. Chị xoay mặt dù bên kia đẹp hơn á, dù bên đó kiểu bị gậy rồi, ừ. Đó. Ok. Chị đứng vô đây. Chị thấy không? Nước ở đây nhiều hơn nè. Nước nhỏ ở đây nhiều nè. Đó. Chưa hiểu ý luôn. Đây hả? Ừ đó, hiểu ý rồi đó. Có nghĩa là bây giờ chị cứ đứng đó đi, yên tâm. Cái chỗ này á, hạt mưa nó to hơn ở ngoài kia. Ở ngoài kia hạt lâm, nó không ra được cái chị muốn đâu. Bây giờ chị cứ đứng ở đó. Có đầu máy. Có quay được hạt nhưng ý ta muốn không? Bây giờ chị cứ tin em, nếu mà em quay không hạt á thì chị hốt đầu mày. Ừ. Không, em dành chị đi ăn. Anh diệt được luôn. Còn tao ăn luôn. Không phải bao, nhưng mà nếu em quay ạc á thì chị dành em đi ăn. Còn nếu mà quay xấu thì em dành chị đi. Ok không? Trời. Ok, rồi chị đứng vô đó đi. Rồi, ok. Nè, chuẩn bị chưa? Mày quay được không vậy? Thôi tôi mệt bà quá. Thôi tôi đi về nha, đi về đây. Thôi quay đi. Ok, vậy nha. 1, 2, 3. Được không? Được. Đẹp á. Đẹp không? Cái này người thông minh quá vậy. Hả? Sao gọi là thông minh nhờ? Cái này người ta gọi là có mắt thẩm mỹ, có khiếu nghệ thuật. Đó, người ta nói như vậy đúng. Sao thường thường không nghệ thuật vậy đi, cứ toàn chôn tao không vậy? Thì bình thường thì em thích chôn vui vậy thôi. Chứ lúc mà những lúc em nghiêm túc thấy không? Chị thấy em hát hay không? Đó, vừa hát hay vừa nó mắt. Hay đẹp. Ok. Chị muốn ăn gì tao bảo. Ăn gì được đúng không? Ừ. Anh hoàng đế đi. À thôi, đùa. Mày nghĩ cua không à? Trời, giỡn tí. Chứ gì mà thay đổi sắc mặt này nữa. Thế sao nữa? Mày biết cuồng đế mắt lắm không? Đi ăn bún thịt nướng. Được, bao. Trời lạnh như thế này đi ăn bún thịt nướng mới ngon. Ok, đi. Đi. Nhưng mà á, tao nói mày ôi, chị cầm vô mấy cái dù đi à? Cầm vô mày. Tao nói thiệt mày nghe cái này nè. Sao vậy? Mày tắm chưa vậy? Trời, tắm chưa? Chứ hồi nãy giờ tao cứ nghe cái mùi gì nó cứ hôi á. Mày bay nó rắc vô mũi tao á. Hơi ngứa mũi á. Chị kêu em hôi á hả? Ừ. Chị tắm đúng không? Dạ. Có gì nữa thì có gì đâu lo, ở đây có ai đâu có tao. Chị kêu em chưa tắm hả? Ừ. Giờ chị muốn em nói thật hay nói sao? Thì mày nói thiệt thì chứ, mà chưa tắm mà nó chưa tắm. Tắm rồi nó, tắm rồi có gì đâu, sợ. Ok, em nói thật có nha. Có gì tao sợ vô quán. Rồi, được rồi. Á. Rồi, đừng nói nữa. Dạ em nói thật chị nghe này nè, thật sự luôn này, giờ em chịu hết nổi luôn á. Cái gì chị đã nói? Chị hôi lắm luôn á. Cái gì? Nói là hôi à? Thì chị thử người ra đi, xem ơi có hôi không? Ấy, ngửi đi. Không, có thấy mùi gì không? Không mùi này. Dữ vậy? Ừ, cái dù này nó hôi hơn nữa luôn á. Nhớ nãy giờ đi ra mưa không mùi gì hôi dữ vậy nè. Chị nãy giờ chị mình chưa biết mùi gì luôn. Chứ nãy giờ tao ngắm mưa thôi chứ có gì đâu. Rồi chị nhìn lên trên nè, nhìn trên đầu kìa. Cái đầu hả? Ở cái chỗ này chụp hình á, nhìn đấy. Hả? Nước gì anh? Nước cống với nước gì? Cái này giống biết nó cống luôn hả? Ác quá hả? Thì ác nữa, chị bảo chụp ác nữa. Cái này chị đâu nói chụp nút gì đâu. Nhưng mà, ta nói mày. Ôi, chị cầm vô mấy cái dù đi ạ. Cầm vô dù. Nói thiệt mày nghe cái này nè.
Sao vậy? Tắm chưa vậy? Trời, tắm chưa? Chứ hồi nãy giờ tao cứ nghe cái mùi gì nó cứ hôi 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 á, bay bay ngát ngát vô mũi tao á. Hả? Nước gì vậy? Nước cống với nước gì? Được không? Được. Đẹp á. Đẹp không? Hôm nay mày thông minh quá vậy. Sao gọi là thông minh nhỉ? Cái này người ta gọi là có mắt thẩm mỹ, có khiếu nghệ thuật đó.